Cũng trong sáng nay, quận ủy Hà Châu tổ chức trao huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho nguyên ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, nguyên bí thư thành ủy Trương Quang Nghĩa được 3 tháng 2. Ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dự và trao huy hiệu đảng. Theo quyết định về trao huy hiệu đảng được 3 tháng 2, Ban thường vụ Thành ủy tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng, nguyên bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa hiện đang sinh hoạt tại chi bộ văn phòng đại diện tại miền Trung, Tổng hội xây dựng Việt Nam nguyên bí thư thành ủy Trương Quang Nghĩa sinh năm 1958 trong gia đình giàu truyền thống cách mạng tại thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam, được kết nạp vào đảng ngày 4 tháng 2 năm 1983. Trong suốt quá trình công tác, được đảng nhà nước tin tưởng, giao đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng. Bí thư thành ủy Nguyễn, Nguyễn Văn Quảng chúc mừng và trân trọng cảm ơn những đóng góp của đồng chí Trương Quang Nghĩa với sự nghiệp cách mạng của đảng. Đặc biệt là thời gian giữ các chức vụ lãnh đạo thành phố, nhất là từ năm 2017 đến năm 2020 trên cương vị Bí thư Thành ủy, đã lãnh đạo, chỉ đạo đề xuất trung ương nhiều cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng, cũng như có những chỉ đạo quyết liệt thể hiện rõ tinh thần hướng về người dân, vì người dân. Bí thư Thành ủy chúc đồng chí Trương Quang Nghĩa luôn mạnh khỏe, luôn là điểm tựa tinh thần cho Đảng bộ và nhân dân thành phố phấn đấu xây dựng Đà Nẵng ngày càng phát triển.